Mình ăn lẩu, uống lại món. Em ơi, làm đâu em? Nè, đang tinh tôm. Từ nãy giờ em thấy được thì không quay em. Thái từ nãy nhiều mờ. Tí nữa lại quay kia luôn. Đây là món mực nha. Mực tươi xào cái gì nhỉ? Xào xào lẩu. Mực tươi xào thơm cấm. Xào thơm cấm. Mực tươi xào sa tế, nó cho nó xa. Mực này là mực gõ mới về nha. Đây là vỏ hoài thơm. To đi. Bắt đầu em xuôn dầu luôn đi, đến chiều chỉ có thể xếp vào mía thôi. Tại vì cái dầu này không có sợ nó nóng nó nguội gì hết. Thì ấy, bây giờ rồi Covid mà ăn nó vậy thì giờ lâu lắm mới chết được. Đây là mà... chị ấp cho nó ráo đi. Đây, súp vang. Súp vang nha. Súp vang của Tuyền Thủy, à Tuyền... Tuyền thôi. Tuyền... Tuyền áo dài. Áo dài Tuyền. Áo dài Thanh Tuyền. Chả biết cái gì đâu. Áo dài Thanh Tuyền. Đẹp chưa, ngon chưa? Đây cả nhà đang còn làm món mực. Linh ơi, à Giang ơi. Mày quên ra cho bác lấy cái thùng nước ấy. Cháu không? Ừ. Bác lên đổ đây cho bác một ít nữa để rồi. Bây giờ người ta ướp mực. Tí ướp sau được ạ nhỉ? Phải bảo tập đi luôn đi chứ, ướp cả hàng đêm chắc là mê man. Chắc là hàng đêm. Hàng đêm với đường chứ. Chứ mấy cân chị? Em mà biết thay năm mấy cân năm. Mấy cân năm. Anh như người mà la vậy. Có vài ba ngày mà đi cái giờ kiếm tiền. Cái gì đi xôi với anh thì gọi muối gì chứ cười tao cười đêm đấy. Tối nay ba hai mẹ ba mẹ về cười chín cả đêm. Ai? Sáng này cha khen mẹ mẹ có hai đẹp màu hơn. Giờ là đặng xem. Súp bánh mì. Bỏ bánh mì qua. Bánh mì xôi. Đừng quay tao nếm nữa nha. Nếm thì sao hả? Nếm to, nếm thì thơm lắm. Thịt bò thôi. Không thể cho mặn được đâu. Cười quá, được cười. Cái này.
Trình. Mình Minh Vân thôi. Vân với anh đối xem. Đấy cỡ chợ đó, làm việc tự nhiên bên ạ. Để em ra em lại em gấp nó. Chị Vân này, chị đi xoay ngược đây cho nó. Xoay dài lặp cho nó con to được mà. Muốn cha là mặt. Đấy phải gì mà lấy cho một hôm một cái anh chị. Ăn thì không phải bỏ. Đây là món gà nước. Phải đâu? Gà quay. À, trên kia đó, trên đây đó. Có tôm riêng rồi, tôm lên tôm ngoài kia đó, không biết. Nào. Còn hai đĩa. Đầu trước đi. Sùng đó. Sùng đó. Nước chấm. Đây là 15 cái 30 cái mà. Ai rồi. Vậy thì chịu khó lên mấy đâu thôi. Ôi trời, nhiều mà em cứ đi mua cho thoải mái đi, mua cho đủ ăn thôi. Này, nó ăn không đều thôi nha. Thế lên mua hết kéo. Mua 1.000 vậy thôi. Đèn gõ gì chứ. Ốc nấu rồi. Cái chín nấu lại đó. Nặng đi. Nặng đi.
Đưa con cơ. Anh Linh ơi. Tôm mỗi bàn mấy đĩa? Hai. Con nhặt mẹ. Trời ơi, ăn đồ mua đi nước nó tốt mỡ đi. Ừ, mẹ để nhiều quá. Không, có con đây đây, cái này đây. Coi giấy cái là để nào sữa sữa ăn rau đang lên video là video. Idol Linh Tô nhá. Cứ từ từ cháu sẽ nhừ chứ. Một vàng hai đĩa tôm đây, chuyển đây. Mực này. Mẹ ơi cho con tôm. Bỏ đồ mẹ. Ê, bây giờ đẹp gái rồi. Mấy được tôm mà sướng rồi. Mà Tân ơi bây giờ đẹp gái chưa? Chúng ta hôm nay là giáo viên. Để chúng ta sẽ mời cha chính ra để thánh hóa buổi chiều của chúng ta. Là giáo lý viên chúng ta ngồi vào bàn đi nào. Xin mời ông Chánh. Ông Chánh và bốn ông tù.
cứ ông trùm của bốn cháu họ. À, xin mời bốn ông trùm, xin mời bố Sơn nào. Anh Hoan. Vâng, anh Hoan, anh Hồng, xin mời các ông anh lên đây đi. Để ta nhanh chóng để ta mời cha chính ra khai tử cho chúng. Còn những ai dưới bếp nữa xin nhanh chân lên nào. Kính thưa quý ông ban hành giáo, kính thưa quý khách, bố mẹ ở đầu, giáo lý viên các con nào. Nhìn lại cái gương thánh thiện của chúng ta giáo lý viên. Cảm ơn quý khách. Cảm ơn quý giáo lý viên. Cảm ơn mỗi người chúng ta. Và đến đây thì tôi xin phép để từng quý ân nhân, từng quý khách mà hiện diện ở nơi đây với chúng con trong cái ngày trọng đại hôm nay. Xin Chúa cũng cho chúng mỗi người chúng con biết noi gương thánh quan thầy của chúng con là thánh nhân, để rồi mỗi ngày chúng con biết sống chu toàn cái bổn phận của mình, mỗi ngày trở nên tốt lành, thánh thiện hơn theo gương của thánh quan thầy. Và xin Chúa cũng chúc lành cho những của ăn mà Chúa đã rộng rãi ban cho chúng con, cũng như những người đã dùng công sức để chuẩn bị những đồ ăn này cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Rồi. Rồi giáo lý viên chúng con đầu cốc đâu rồi, cầm lên. 1, 2, 3, dù. 2, 3, dù. 2, 3, vừa vừa đâu, từ từ. Hàm lắm nha, hàm quá nha. Rồi.